Anh em khung hình quen thuộc anh em ha. Đó, khung hình quen thuộc thì nay mình có cây linh sam dán trực lắc giao lưu anh em ha. Trực lắc thì anh em giao lưu nha. Thì cốc số anh em ta chưa biết cái dòng hải châu này thì anh em ta cứ đòi hỏi là cây phải liền cốt hay liền mặt cắt rồi gì thì mình xin thưa rất là hiếm nha anh em. Và hầu như là không có đâu anh em ha. Rất là hiếm. Ví dụ như cái cây này thì nó là cây khai thác tự nhiên từ trên đỉnh đi xuống dưới đây luôn, thì nó liền mà cắt thì ok. Chứ còn những cây mà nó thân nó lắc lượng kiểu to to như cỡ này thì nó phải có mặt cắt hết anh em ạ. À. Mình chơi thì thời gian nó liền thôi, nó đâu có bị lũa mục gì đâu anh em sợ ha. Thì nên anh em mà có đòi hỏi cái nhu cầu đó thì nên xem lại. Mình có cây hải châu lá rí sông cầu, hàng đẹp anh em ha. Thì anh em cần alo cho mình, cây này cây dân nhân anh em ha. Hoặc anh em có thể coi coi trực hòn cũng được, tùy anh em thôi. Thì nó đang đầy trái nè, cho anh dành cho anh em thích sưu tập ha. Trái nó đó, do mình mới làm tây chi ha, thì mình bấm mình mới làm lại luôn rồi, để vài trái chơi cho anh em thôi. Mùa này nó cũng hết trái rồi anh em ha, thì nó cũng tức tức đâm hoa nè. Đó, thì lên giao lưu cái này anh em ha. Đó. Vé báo vé công khai cho anh em 3 triệu bao ship. Cây này chiều cao là hai khoảng khoảng 55 nha anh em, chiều tàn ngang của nó khoảng khoảng 50 anh em ha. Đó. Thì anh em coi này. Để ở đây anh em ha. Để ở đây anh em lên lên lắc rất là lắc luôn luôn anh em ha. Đó. Chỗ này cũng đã gọt ok luôn rồi. Đó. Nuôi cây cành như thế này thì anh em biết rất là lâu. Vì cây này có đặc điểm là cây hải châu này thân nó dê nó xù xì cho anh em ha. Chúng như dê cây me này đế nè. Đế nè. Không. Thì mấy cây này thì anh em biết là khai thác tự nhiên thì mình chấp nhận nó thôi anh em ha. Mình chấp nhận cái những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của nó thôi, những cái mặt cắt rồi đó mình chấp nhận, mình chơi thời gian tự nó liền lại thôi anh em ơi, không vấn đề gì hết nha anh em. Cây rất là duyên anh em ha. Đấy. Trái này anh em rất là lớn anh em ha. Thì anh em cần cái này alo cho mình số điện thoại 093 241 1987 anh em. Đó, mình chuyển cây bao ship cho anh em ha. Để cổ tay cho anh em thấy là thân nè. Em ha. Thân ok luôn rồi. Do mình không có cái buồng mình trinh xuống mình quay cho anh em thôi, với đem vô bàn xay xay nó. Ok chưa? Mấy cái thùng hàng này là mới nhận về anh em, mới nhận về đó, thì người ta đóng cho mình thì người ta đóng kiểu này thôi, chứ người ta không có đóng kiểu kỹ thuật đẹp đẽ đâu như mình đóng cho anh em đâu ha. Thì đây cây này giao lưu ở trong tỉnh thì anh em chở giùm mà về cho mình thì người ta buộc cái gì thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, anh em có gì cần alo cho mình ha anh ha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.